nhưng mà siêu tiếp theo chúng ta sẽ một chiếc xe lăn siêu đẹp. Đợi xíu nha mọi người, một chiếc xe lăn nha. Chiếc xe lăn đẹp 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 anakana kito quân đẹp đẹp đẹp. Ok, bắt đầu. Chiếc xe lăn sẽ có bánh khá là to, bánh nhỏ. Bánh bự nhỏ chúng ta sẽ phải... Bánh trước đi, bánh này. Đây. Để mình mài cái đó nha. Đợi một xíu nữa, xíu. Ok. Bánh xe bánh khá bự. Đây là bánh nhỏ đi. Và cái này còn trong. Một kính lai kích tô quân. Đơn giản thôi nha mọi người. Ai cũng có thể về hết. Tiếp tục. Vòng trong. Hơi đói bụng một tí đó. Ok. Xuống. Đấy. Ok chưa? Nói chung là chuyện dẫn thế này thôi, hơi cũng không quá khó. Đây, vậy lên đây. Đây. Đây là phần tay cầm để ngồi này. Xong lên đây. Okay, đây là cái nền để dựa vào này. Hơi bự tí. Điều chỉnh lại. Đây. Ok. Nói chung là dạng như vậy thôi. Đây, ta cầm hơi dài, dài ra ngoài này. Kéo xuống. Cái này vòng lại đây. Cái này qua đây. Ok. Hơi căng tí. Ok. Hơi khó. Mình phải tập trung. Tập trung ạ. Ok chưa? Ok xì ngay. Ok. Ok chưa?
Mỏi mệt của mọi người ơi. Còn nhiều quê không? Chân kích tật quân bẹp, bẹp, bẹp. Đấy, tiếp theo là tâm. Mọi người biết cái tâm xe chứ, đúng không? Tâm xe này. Điểm nhất cần này. Đấy. Đây, cái phòng này cũng thế. Tôi đang kích tóc quân. Bập, bập, bập. Ok. Nó có nâng kích tóc. Đây, cái này. Xóa cái này tí. Ok. Mọi người thấy như thế nào? Tiếp theo. Sẽ là này gọi là wet chai. Để mình wear, well W ha. W này. W H này. Hay nhỏ. Cha kích tập quân. Bẹp, bẹp, e, l. L, J, H, A, I, L, C. C, H. À, đấy. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại phần tiếp theo nha.